Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, ngành công thương đã tích cực đưa hàng Việt chất lượng tốt, giá cả hợp lý, bảo đảm các tiêu chí an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng về nông thôn, các khu công nghiệp, khu chế xuất, đáp ứng được nhu cầu mua sắm của công nhân, đồng thời tạo kênh phân phối cho doanh nghiệp nhằm kích cầu tiêu dùng. Đẩy mạnh đưa hàng hóa Việt về các khu công nghiệp, khu chế xuất. Thời gian qua, thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, các địa phương đã tổ chức được hơn 3.000 đợt bán hàng về nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất. Đây là hoạt động tích cực, mang lại hiệu quả rõ rệt, nhất là các điểm bán được tổ chức tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, phục vụ hàng hóa cho công nhân, người lao động. Việc đẩy mạnh đưa hàng Việt về khu công nghiệp, khu chế xuất được triển khai theo 3 hình thức, gồm xây dựng điểm bán hàng Việt Nam gần các khu công nghiệp, tổ chức các đợt bán hàng giảm giá cho công đoàn viên có thẻ đoàn viên và hỗ trợ kết nối đưa hàng hóa trực tiếp đến các khu công nghiệp theo đơn hàng của công đoàn đứng ra tổ chức, phân phối. Khi triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì Bộ Công Thương đã lồng ghép hoạt động đưa hàng Việt về cho công nhân vào các chương trình kinh tế xã hội của Bộ đang chủ trì triển khai. Điển hình nhất đó là chương trình xúc tiến thương mại quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2010 với rất nhiều chuyến hàng Việt đưa về nông thôn và đưa về các khu công nghiệp, khu chế xuất để phục vụ người lao động. Thế và bên cạnh đó thì ngành công thương cũng đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công thương Việt Nam để triển khai rất nhiều mô hình điểm bán hàng Việt Nam ở trong phạm vi của các nhà máy thông qua các cái siêu thị công đoàn hay là các cái hợp tác xã tiêu thụ hàng hóa cho công đoàn viên. Đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, khu chế xuất góp phần giúp các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã tiếp cận người tiêu dùng tại thị trường trong nước, quảng bá tới người tiêu dùng những sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng, phong phú, giá cả hợp lý, thực hiện hiệu quả của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tôi thì đa số và thường xuyên là sử dụng hàng Việt Nam. Hiện tại thì tôi cũng thấy là hàng Việt Nam của mình cũng có nhiều cải tiến về chất lượng, về mẫu mã nhiều, với là chất lượng thì cũng được nâng cao theo cái nhu cầu của mình mong muốn. Theo tôi thì chúng ta nên chú ý về chất lượng và cái giá cả. Thứ nhất là chất lượng nó cũng phải là tốt và giá cả phải hợp lý, thì cái đó nó sẽ phù hợp và đạt được cái mong muốn của người tiêu dùng. Vì bán trực tiếp đến người công nhân thì các doanh nghiệp sản xuất cũng muốn mang lại cái lợi ích cho người lao động và giảm giá sâu. Khi mà bán cho công nhân thì thường tôi giảm giá đến 50%, có những sản phẩm đến 70%. Vậy thì người công nhân là sẽ được hưởng lợi rất là nhiều trong vấn đề mà giữa nhà sản xuất và người dùng sản phẩm, và đối tượng công nhân thì cực kỳ là hữu ích. Để có thể triển khai thành công việc đưa hàng Việt vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, theo nhiều doanh nghiệp, một trong những trọng tâm cần chú ý đó là họ cần được biết người lao động mong muốn gì, cần gì ở hàng hóa mà các nhà bán lẻ cung cấp. Ngược lại, công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng cần được thông tin rộng rãi về các chương trình và về lợi ích mà họ có được từ chuỗi hoạt động thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt. Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng Việt ngày càng cao của công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, thời gian tới các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chương trình phiên chợ hàng Việt, chuyến xe lưu động, đưa hàng Việt đến các khu công nghiệp, khu chế xuất ở vùng sâu, vùng xa, xây dựng những điểm bán hàng cố định tại các khu vực này với tiêu chí cung ứng hàng hóa 100% là hàng Việt, bảo đảm chất lượng, giá cả cạnh tranh, phù hợp thu nhập của công nhân, góp phần thực hiện thành công của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.